Xin chào các bạn, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để lựa chọn chiếc máy chiếu tùy vào cái mục đích sử dụng là xem phim hay là chơi game hoặc là karaoke. Chúng ta sẽ có sự lựa chọn để làm sao tối ưu cái chi phí và phải tận dụng hết cái công năng của chiếc máy. Ok, thì bây giờ mình cùng bắt đầu nhé. Video này mình sẽ chia làm 3 phần. Thì phần đầu tiên mình sẽ nói về cách lựa chọn tỷ lệ máy chiếu và cái kích thước màn chiếu nó phù hợp với cái phòng cũng như là cái vách của chúng ta bố trí màn chiếu. Phần thứ hai thì mình sẽ nói về các thông số kỹ thuật. Thì chúng ta sẽ dựa trên những thông số kỹ thuật này để lựa chọn chiếc máy chiếu cho nó phù hợp. Và phần cuối cùng là mình sẽ nói về những lưu ý tùy vào cái mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn chính xác hơn. Việc đầu tiên khi trước khi chúng ta lựa chọn máy chiếu thì các bạn nên dựa trên cái diện tích phòng của mình để lựa chọn một cái màn chiếu nó phù hợp trước. Từ cái kích thước màn chiếu mình đã có thì chúng ta còn quan tâm tới một thông số, đó là tỷ lệ màn chiếu. Thì trong điện ảnh thì cái tỷ lệ màn á, nó sẽ có tỷ lệ là 21:9, 21:10. Tuy nhiên trong gia đình thì cái tỷ lệ này là 16:9, tỷ lệ phổ thông nhất. Ngoài ra nó còn một tỷ lệ màn chiếu là 1:1. Nó sẽ sử dụng trong việc giáo dục hội họp. Thì các bạn không nên sử dụng cái loại màn tỷ lệ 1:1 này. Vì khi mà chúng ta chiếu hình lên cái tỷ lệ màn này á, thì nó sẽ có hai cái làn trắng, hai cái vạch trắng ở phía trên dưới. Xem nó rất là khó chịu, nó bị sai cái tỷ lệ. Tiếp theo về phần thông số kỹ thuật. Một chiếc máy chiếu nó có rất là nhiều cái thông số kỹ thuật. Tuy nhiên mình sẽ cô đọng lại 5 thông số để các bạn có thể dựa vào đó để lựa chọn cho mình chiếc máy chiếu nó phù hợp. Thì đầu tiên là về thông số độ sáng. Trên thị trường cái máy chiếu có rất là nhiều đơn vị để đo cái độ sáng này. Các hãng công bố như là Lumen nè, ANSI Lumen, ISO Lumen, LED Lumen, rất là nhiều thông số. Tuy nhiên cái này nó cũng, các bạn cũng đừng lo lắng, nó cũng chỉ là một cái con số tương đối. Các bạn có thể dựa trên cái mục đích của mình sử dụng. Ví dụ như các bạn xem phim thì cái thông số chung này á, nó cũng sẽ không quá 3000 lumen. Thì nó sẽ thấp hơn 3000 lumen là đã đáp ứng được cho nhu cầu xem phim. Còn khi các bạn chơi game nè, hay là karaoke, hoặc thậm chí là tích hợp lại thành phòng giải trí all-in-one á, thì cái độ sáng này nó phải cao để đủ đáp ứng khi mà chúng ta bật cái đèn trong phòng á, thì cái hình ảnh nó vẫn rõ nét và cái màu sắc thì nó vẫn không bị nhòe mờ. Thông số thứ hai đó chính là về độ tương phản. Độ tương phản thì nó sẽ thường được ký hiệu là thí dụ như là 3:1 hay là 5:1. Thì cái độ tương phản này nó có thể giải thích là độ chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối. Cái độ tương phản này nó sẽ giúp chúng ta có cái hình ảnh nó có chiều sâu hơn. Ở những cái khung hình mà nó tối, chúng ta sẽ thấy được rõ cái vật thể, vật chủ thể hơn. Cái độ thông số này nó càng cao thì nó sẽ càng đẹp và rõ nét. Bên cạnh đó thì nó còn có những cái công nghệ áp dụng dựa trên những cái thông số độ tương phản này. Ví dụ như là HDR nè, hay là Dolby Vision. Đó, tất cả những cái công nghệ đó đều dựa trên những cái yếu tố là độ tương phản. Thông số thứ ba là về màu sắc. Các hãng thường công bố thí dụ như là 50 triệu màu nè, 3 tỷ màu. Cái thông số này nó cũng sẽ tương tự nhau. Các bạn rất là khó để lựa chọn. Thì các bạn sẽ lưu ý về cái công nghệ máy chiếu để mình lựa chọn nha. Nếu mà các bạn muốn cái màu sắc nó rực rỡ, nó tươi sáng thì các bạn hãy lựa chọn cái máy chiếu nó có công nghệ là 3LCD. Còn nếu mà các bạn muốn lựa một cái màu sắc mà nó trung tính, nó dễ chịu thì các bạn hãy lựa chọn cái máy nó có công nghệ là DLB ha. Thông số thứ tư đó chính là về độ phân giải. Thì như các bạn chắc cũng đã biết là độ phân giải càng cao thì hình ảnh nó càng sắc nét. Độ phân giải 4K thì nó sẽ rõ hơn là độ phân giải Full HD. Trên máy chiếu á, thì các bạn sẽ cần phải quan tâm thêm một cái độ phân giải nữa, đó chính là độ phân giải thực. Độ phân giải thực nó là cái khả năng mà chiếc máy chiếu có thể chiếu ra ở thực tế. Thí dụ như là các bạn đưa vào máy chiếu tín hiệu gốc là tín hiệu 4K. Thì nhưng mà cái máy chiếu này á, cái độ phân giải thực của nó chỉ có thể đưa ra cái hình ảnh là 1080 Full HD thôi. Tuy nhiên mà một số hãng á, họ có thể làm cái công nghệ từ cái độ phân giải thực là 1080
họ ship hình, scale hình để cái độ phân giải này nó đạt là 4K. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một công nghệ giả lập 4K thôi nha. Và cái chất lượng của nó thì mình cũng đã kiểm tra qua thì nó cũng rất là ok nha các bạn. Thông số cuối cùng đó chính là về tần số quét. Tần số quét là cái số khung hình trên dây mà chiếc máy chiếu nó thể hiện ra. Các bạn mà có mục đích sử dụng chiếc máy chiếu là để chơi game hay là coi phim hành động á, thì các bạn cực kỳ nên lưu ý đến cái thông số này nha. Cái tần số quét nó càng cao á, thì cái hình ảnh nó càng mượt mà và cái trải nghiệm của các bạn nó sẽ rất là tốt. Tóm lại, tùy theo cái mục đích các bạn sử dụng là xem phim, thì các bạn sẽ nên sử dụng là cái màn chiếu nó có cái kích thước lớn nè, rồi độ phân giải cao nè, và cái độ sáng đó thì nó cũng không cần quá là cao, vì chúng ta sẽ tắt hết đèn khi mà trải nghiệm phim. Ngoài ra nếu các bạn mà chơi game á, thì các bạn sẽ quan tâm thêm những cái thông số như là cái màn hình nó sẽ không cần quá to để mình có thể bao quát được cái khung hình. Ngoài ra là cái độ phân giải cũng phải cao để mình rõ cái độ chi tiết của hình ảnh. Và cái cuối cùng quan trọng đối với khi bạn chơi game đó chính là tần số quét. Nó nên là cao nhất có thể để mình trải nghiệm game nó mượt mà hơn. Và cuối cùng, nếu các bạn sử dụng máy chiếu để giải trí tích hợp All-in-One á, như bên mình cũng thường hay lắp cho khách á, thì mình sẽ sử dụng những cái loại máy chiếu mà có độ sáng cao nè, màu sắc rực rỡ nè, để khi mà chúng ta bật đèn thì cái hình ảnh nó vẫn đảm bảo. Ngoài ra một điểm lưu ý nữa, nếu mà các bạn sử dụng những chiếc máy chiếu nó có hệ điều hành Android á, thì mình cũng không khuyến khích nha, bởi vì cái hệ điều hành của Android trên máy chiếu nó thật sự nó mình theo cá nhân mình cảm thấy thì nó chưa thật sự là mượt mà, và cái độ sắc nét của hình ảnh từ những hệ điều hành này nó cũng chưa thực chuẩn. Bên mình thì có bán những cái đầu DUN, nó cho ra cái chất lượng hình ảnh rất cao, thậm chí là nó hỗ trợ lên hệ màu 12 bit đó, thì cái trải nghiệm của các bạn nó sẽ thực sự là tốt hơn. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để lựa chọn chiếc máy chiếu phù hợp với mục đích sử dụng. Âm thanh và hình ảnh nó cũng sẽ tương tự nhau. Mình khuyến khích các bạn hãy đến showroom để trải nghiệm trực tiếp để có sự lựa chọn nó chính xác hơn ha. Ngoài ra nếu các bạn có thắc mắc hay là góp ý gì hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nha. Và nhớ đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.